chuyển xe Diệu Phạm Luân. Xe ấy thanh tịnh, chánh chân vô thượng, tất cả sa môn, bà la môn, vân vân, không ai có thể chuyển được đúng pháp, đó là điều không sợ thứ nhất. Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc mà làm phương tiện tự xưng ta đã chấm dứt các lậu hoặc. Nếu có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc kẻ khác trong thế gian dựa vào pháp mà lập nạn và làm cho Bồ Tát suy nghĩ nơi lời nói lậu hoặc này chưa được chấm dứt, nhờ chánh kiến ta thấy sự vấn nạn ấy vô lý, vì thấy sự vấn nạn ấy vô lý nên được an ổn trụ không sợ hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn kính ở giữa đại chúng, giống lên tiếng sư tử chúa, chuyển xe Diệu Phạm. Xe ấy thanh tịnh, chánh chân vô thượng, tất cả sa môn, bà la môn, vân vân, đều không ai có thể chuyển được đúng pháp, đó là điều không sợ thứ hai. Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, vì các đệ tử thuyết pháp chướng đạo, nếu có sa môn hoặc bà la môn, hoặc thiên ma phạm hoặc kẻ khác trong thế gian y pháp vấn nạn, làm cho Bồ Tát suy nghĩ bởi lời nói thế này. Ta tu tập pháp này không thể ngăn đạo,